Buổi sáng thức dậy là sẽ được những chú cún mừng rỡ. À, khi em tỉnh dậy là những con cún nó mừng rỡ em. Rất là thú vị. Đó quý vị. Ai. Ok. Nhiều anh chị hỏi em là em ăn chay hay em ăn mặn. Thưa anh chị, em ăn uống là tùy duyên. Bởi vì sao? Em không còn tu tiên nữa. Các bạn có biết Đức Phật thật sự là ăn chay hay ăn mặn không? Phật Thích Ca đó, tất nhiên là ngài ấy ăn uống tùy duyên, ăn tâm tịnh nhục. Tại sao ngài ấy ăn như vậy? Bởi vì ngài ấy đã trải qua tu của các kiểu rồi, tu của thần, tu của tiên, và ngài ấy nhận ra sống lâu trên cái cõi đời này chỉ thêm mệt mỏi. Bởi vì sống trong mang thân thể của con người là mình phải đi vệ sinh, phải đối mặt với những cái điều tiêu cực. Sống càng lâu đúng là thật sự chỉ mệt mỏi, và ai làm xong nhiệm vụ rồi thì rời khỏi thế giới này. Em thì chưa xong nhiệm vụ nên em còn ở đây. Việc ăn uống của em cũng là cầu siêu. Những con vật chết đi, em không tự tay cố ý giết nó, em không muốn ăn thịt nó, em không hại cho nó chết. Khi nó vào thân thể của em thì em sẽ cầu nguyện cho nó. Và những con vật nào may mắn được như vậy thì phải là tùy duyên. Bây giờ em sẽ hoạt động. Đó. Khi em hoạt động là con chó, anh chị thấy nó đang rất là thân thiện với em, và bây giờ nó bỏ chạy. Bởi vì nếu mà chúng ta tĩnh tâm thì những loài vật nó cảm nhận được, nó sẽ yêu quý chúng ta. Còn nếu mà chúng ta lôi thôi, lanh chanh, lóc chóc, cởi như vậy nè, thì một số cái loài vật nó có tánh linh, nó sẽ sợ bỏ chạy. Và chúng ta ăn thịt loài vật khác á, thì những con vật á, nó đang sống trong cảnh giới của thần á, nó cũng sợ bỏ chạy luôn. Bây giờ em sẽ hoạt động mạnh. Mọi người muốn biết hôm nay em có đi phóng sanh không hả? Tất nhiên là không. Bởi vì em hết đồ để quay phim rồi. Hết dung lượng rồi. Laptop thì cũng chứa đầy dung lượng. Rồi mấy cái thẻ nhớ chứa đầy hết. Giờ em đi phóng sanh rồi anh chị không thấy em phóng cái gì hết. Rồi coi cái gì. Sao em gửi. Nên phóng sanh cũng là tùy duyên. Nhưng mà cảm ơn các anh chị đã ủng hộ em giải cứu được cá thòi lòi nha. Một tháng người ta bắt cá thòi lòi cỡ 15 ngày thôi. Giờ nước đứng rồi, cá thòi lòi nó đang được bình yên chắc được mấy bữa. Còn nhiều các loại vật khác nữa. Lâu rồi em cũng ít bơi lội thường xuyên. Em chỉ có ngâm nước với lặn không. Bữa nay em cũng muốn thử coi em đang sống trong cảnh giới gì. Giờ bây giờ em sẽ hoạt động mạnh. Em sẽ hoạt động. Em sẽ động. Động kinh. Không, 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 không. Đi chơi không? Đi chơi không? Đi chơi. Bây giờ mình sẽ chạy ra sông rồi mình quành về. Đi ra sông chơi, sông nước biển. Sông. Ní. Chạy chú.
Ủa có bắt được gì vậy? Cá mà nó chết rồi. À. Hôm nay mà muốn cứu cá thì cũng không được bởi vì nó chết rồi. Mà cũng không còn máy quay phim, bây giờ quay bằng cái điện thoại. Hôm nay em sẽ giới thiệu mọi người một chiếc máy có thể phân biệt khả năng nói dối. Chiếc máy này nó sẽ cho chúng ta biết những người đang sống trong cảnh giới gì. Cảnh giới của tiên, của Phật, của thần, hay là của thần kinh, của tâm thần, của bị điên. Rất là thú vị. Em phải hoạt động để coi như hoạt động mạnh một chút để coi. Rồi em kiểm tra. Ồ, giờ này là người ta đi sông lên. Nếu mà em phóng sanh mỗi ngày em mới tính toán được các loài vật. Làm sao em mới dọn dẹp nhà cửa xong để chuẩn bị cho một cái chương trình bảo tồn đại dương hoàn thiện. Honey, chào chú. Thật sự trong cuộc sống này, mình gặp một người hôm nay, biết ngày mai người ta còn gặp lại, nên vui vẻ một chút. Nếu mà không nở được nụ cười thì cũng lên chào người ta một tiếng, đúng không? Như vậy nó có cái tình người trong cuộc sống đó quý vị. Wow, chào chú. À, đi hoạt động mạnh một xíu. Giờ hết quay máy quay phim mà thấy cầm điện thoại không? Bán con gì vậy? Chết hết rồi hả con? Chết hết rồi. Con này bạch tuột nè. Ừ. Ok. Thì là giờ. Giờ này là mấy ngư dân lên bờ. Là chỗ Bồ Tát Quan Thế Âm ngồi nghỉ ngơi. Mấy anh chị em trái phóng sanh này là sống. Còn mấy con thòi lòi phóng sanh ở đây cũng sống luôn. Nó chui xuống đất nó nghỉ ngơi luôn rồi. Giờ này nước cạn hết trơn rồi nè. À, anh chị biết thời này bây giờ có rất nhiều giả thần, giả quỷ, giả tiên, giả Phật để lừa gạt chúng ta. Nhưng mà có một cái chiếc máy, nó sẽ giúp các bạn phân biệt được người nào sống trong cảnh giới nào thật sự. Mà mọi người có thể mua chiếc máy đó mà không biết luôn. Hôm nay em sẽ hoạt động mạnh. Vậy đủ mạnh chưa ta? Hello, mới đi về hả? Hết máy quay rồi. Không phải, dung lượng nhiều quá chưa làm xong. Giờ đi hoạt động xíu. Anh em ơi, go home. Sáng đi hoạt động với chân chó đi. Cho nó đi khám phá thiên nhiên được chứ. Chắc cứu không mày? Vậy chắc cứu mấy con tôm này tươi nè. Thả xuống là bơi chí chóe luôn. Rồi đẹp. Rồi vậy đó, lựa mấy con sống ra. Lấy không? Lấy luôn đi cô ơi. Đã vô biển khổ rồi. Cứu được con nào cứu luôn. Con nào cứu không được, con sẽ cho vô bụng rồi siêu thoát cho nó luôn. Lựa mấy con sống sống ở đây nè. Con cầu siêu cho nó luôn. Cầu siêu cho Phi Nhung chơi, sao Phi Nhung cũng còn yếu quá vậy? Cầu siêu cho Phi Nhung rồi, còn từ từ mới khỏe chứ. Bữa đó Phi Nhung với mẹ mày bạn hả? Không có. Thấy ai mà làm việc thiện thì mình cầu cho người ta. Trời ơi, mấy con này nó khỏe ha cô ha. Ừ. Nó bò luôn. Ráng đi con. Hôm nay hết máy quay phim rồi. Cầm điện thoại quay đỡ. Đây mắt là cầm. Mất kia đâu? À, cứu những. Để coi. Cứu những cái con này cho ai cũng không biết nữa. Cứu đại gì thôi. Đó là con đây không? Hồi hướng cho ai cũng không biết quên. Nữa. Dạ. Ba con đây không? Dạ có chứ. Bé bé đâu sao đi ngang không nghe kêu nữa mày. Có giật cái lạ. Dạ đúng rồi con. Uống ghê không? Vô thường.
Để cho con chết lại, để cho con sống. Ổn quá ha. Ngày mai con canh con xuống sớm con đi cứu nó. Mấy giờ? Ngày mai tao lựa cho mày ơi. Mày lựa. Cho vô cái cho mày thả luôn. Con mày bắt cá. Cô chú, con phóng sanh liên tục 10 ngày. Mấy đại ca này nha. 10 ngày hả? 10 ngày, ngày mai chúng ta sẽ nhập tiệc nha. Để thấy cô chú đi hàng này về dữ dội quá. Dữ dội gì đâu dữ dội. Nhiều quá hả? Mấy này thả tôi nè. Hôm nay không mua cá hồi lò thả nữa. Cá hồi lò đang được nghỉ ngơi mà. Ai? Ai nghỉ ngơi? Cá hồi lò nước đứng mà. Đâu ai đi đâu. Sao ông Minh đi đó? Ông mới đi về hả? Đi ông bán hết, ông bán chỗ khác, ông bán rồi nữa đâu. Ông nói nước đứng mà. Ông nói mày mua rẻ quá. Hết nước rồi. Ủa, bên nó hết nước rồi. Sao lâu quá không thấy mẹ, mẹ ở đâu xuống đây được nữa hả? Quên. Dạ. Này đợi đi, này. Phải vô nhà giải cứu về mấy ông bà mới chịu bánh. Khó tính ghê. Mai để con 10 ngày nha. Ta thấy mày không mua nữa là thôi đâu có. Mấy bữa đi cứu cá đăng cá tùm lum hết. Rồi rồi lên bỏ. Mấy bữa kia thấy mày không mua nữa thôi. Thiệt ra máy quay phim hết rồi. Rồi, thằng này nó bò luôn nè. Tôm hùm á mày. Tôm hùm thiệt chứ. Tôm hùm Alaska đó. Mày gãy càng rồi, mày còn dữ ghê luôn. Gãy càng rồi làm ăn được gì nữa không? Được, sống ngăn xong được, làm ăn gì. Cái này mọc nó cũng mọc càng thế. Cái mọc càng mày thả nó ra mọc càng. Con mày, anh tâm càng. Lấy không sao. Trời cô chú ơi. Ngày nào cũng một mớ vậy hả? Bữa nay có nhiêu đây chứ nhớ gì. Bữa người ta nhiều một đống. Bữa mùa mấy 20kg. Cái gì cô đi hồi nào vậy? Hôm qua. Cô thả hôm qua rồi, hồi nào sáng cô đi kêu. Rồi vậy thôi con quyết định cứu mấy này 10 ngày nha. Để cho nó trở về tự nhiên nó còn được trưởng thành nữa. Trưởng thành gì nữa? Người ta chưa lấy vợ, lấy chồng gì hết lên bàn hết rồi. Sao mày không lấy vợ đi? Sao mày nói gì sao mày không lấy vợ? Tiền mà. Mày nhiêu tuổi rồi mà mày không lấy vợ, mày ba mấy tuổi rồi? Trời ơi, bữa nay mà không cứu được mấy anh này tội hen. Thôi để mai đi ha. Ừ. Cái gì nó cũng có số mà. Mai thì cứu mày ơi. Mai thì cứu đi. Rồi cảm ơn cô chú nha. Anh đi chị về con ơi. Dạ thôi. Dạ. Ê ê, đừng ăn hiếp em nhỏ tụi bay ơi. Vô tình cứu được tiếp. Đi lẹ. Cái này chuẩn bị run nè. 1, 2, 3, run. Em xin hồi hướng công đức phóng sanh này cho anh Khổng Tường Phát sớm giảng sanh và chị Hoàng Thị Anh trong vòng 49 ngày của anh chị. Tôi chưa được tiêm mũi nào. Còn cái anh mà còn cái anh nào. Anh đi cơm. Trên đường đi này thì cứu được. Cứu cái này không có quay phim chuyên nghiệp được. Em đã đặt hẹn phóng sanh 10 ngày của gia đình cô chú đó rồi. Nên ngày mai em sẽ bắt đầu làm việc nha. Công đức này cũng sẽ san sẻ cho gia đình Bồ Tát Thánh Chân, gia đình Bồ Tát Trang Nguyễn. Tất cả các gia đình mà đã nhờ em giải cứu động vật ở trong khu rừng đước này. Đây là những loài sống trong tự nhiên. Chúng bị ăn thịt hết thì sẽ cũng như tuyệt chủng. Bởi vì những con này không nuôi được.
ăn hoài thì sẽ hết. Nên cứu những con này được thì nên cứu. Còn những con nuôi được nó cứ đẻ ra hoài, cứu nó cũng như không. Cứu nó cũng tốt, nhưng mà phước báo hưởng được thì không nhiều. Bây giờ thả ở đây thì không được, thưa quý vị ơi, nước cạn rồi. Tụi nó sẽ không đủ tỉnh táo để rời khỏi. Tiếp tục. Đó, phải chạy, phải quay phim vậy cho mọi người thấy là em đang làm việc thật sự chứ không phải. Em đang làm clip câu view. Em đang làm YouTuber câu view để kiếm tiền cho em. Em không ăn thì em chết, mà em chết là em giảng sanh. Còn em còn ở thân thể này, em không có cần tham danh, không cần tham danh lợi. Bởi vì tham danh lợi cũng vậy, em đâu cần mặc quần áo đẹp, em đâu cần lấy vợ đẹp, em đâu cần có con ngoan, em đâu cần, em nhường hết luôn đó. Em chỉ giải cứu động vật thôi, giải cứu động vật đúng cách. Ồ, xin chào, có hàng không? Em về nhà hết rồi. Có mấy con sống sống vậy không? Có. Thôi hẹn ngày mai mới làm việc. Thôi ngày mai không được, mai phóng sanh gia đình kia. Mười ngày là thấy thăm thăm rồi đó. Cũng phải liệu cơm gấp mắm chứ. Hay là chưa được sự ủng hộ nhiều. Rồi chạy nó vô đây mà sợ dơ là thôi mất thời gian đó. Đường xình lầy đó, anh chị thấy đó, đường xình lầy. Nên em làm phóng sanh giải cứu động vật luôn phải chuẩn bị một tâm thế là mỗi lần bước chân ra khỏi cái cửa nhà đó là đi cứu á. Không chuẩn bị đồ nghề, đồ chơi đầy đủ sẽ không làm được. Rồi, xuống đây luôn. Vì có những anh chị đã mất trong vòng 49 ngày đang cần được rất nhiều phước báo hồi hướng. Những con vật này đang khổ nạn sắp chết, nên em hồi hướng cho anh chị trước. Chị Hoàng Thị Anh và anh Khổng Tường Phát, mong anh chị sớm được sanh thiên, thoát khỏi địa ngục. Rồi đi đi các vị, các vị con cháu của Long Dương Hà Bá Thần Sông, đi hết rồi. Ở đây công đức này, công đức Tiun giúp đỡ dành cho Honey á, để con sau này thoát khỏi thân chó. Xong nhiệm vụ với Tiun rồi thì mình sẽ đến thế giới tốt đẹp ha. Các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị La Hán, thường La Hán đều có thần thú hết á, mỗi người một con. Tiun thì có một con chó nè. Như vậy là vô tình phóng sanh được rất là nhiều nữa rồi. Sẵn đây chia sẻ điều này, sau khi tôi làm xong việc kêu gọi bảo vệ khu rừng Đước này, làm hoàn tất cái nhiệm vụ của Tiun đối với Thủy Thần, Sơn Thần, Phong Thần, nói chung đối với các vị thần, đối với chư thiên đang ngủ trong cái rừng Đước này, của rồi quỷ thần nữa, để hóa giải oán hận nơi đây. Sau đó tôi sẽ rời đi nơi khác. Nên xong nhiệm vụ là tôi sẽ đi, chứ tôi không ở cố định bất cứ nơi nào.
Nên những anh chị mà biết Tiêu Un đang ở đâu á, thì nếu mà coi được video này á, thì đừng công khai chỗ ở của Tiêu Un. Ok. Tiêu Un không muốn ai biết mình sống ở đâu. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Nhớ giữ bí mật cho Tiêu Un. Để Tiêu Un làm xong nhiệm vụ rồi Tiêu Un đi. Hôm nay chưa về nhà được, đi trả cái rổ con à. Hôm nay không. Hoạt động như vậy là khá là nhiều rồi đó. Bây giờ mình sẽ về sử dụng cái máy. Cái máy bí mật. Thôi sẽ kể. Chào chú. Ông chú đó cứ chở nước bên nhà thờ cho mình uống hoài vậy ta. Hay gì. Cảm ơn Tài. Nắng lên rồi. Em giống như cá heo vậy đó. Cá heo nó gặp nắng là nó sẽ lặn, nó trốn. Cá heo nó sợ nắng lắm. Mới sáng sớm đi phóng xanh nhẹ. Nhưng mà cũng phải đúng mới ăn tiền được chứ, đúng không? Dạ. Chú này nói muốn chở nước vô cũng phải cái gì đó. Gì mà dưới mấy cái chốt á. Nhưng mà phải đúng luật mới ăn tiền được. Thì đúng, làm nhà nước thì dễ ăn tiền của dân. Ai ăn ạ? Ăn thì cố gắng mà làm việc là trả vậy thôi. Còn Tiêu Un thì Tiêu Un không muốn ăn lợi của ai hết. Tiêu Un làm được thì Tiêu Un làm không được Tiêu Un nghỉ vậy thôi. Giờ nấu cơm cho chó. Mà cô phóng xanh bà kêu ở lại chơi. Chơi gì nổi. Không. Về nấu ăn cho chó nè. Và bây giờ giới thiệu đến các bạn cái máy. Cái máy này có thể phân biệt được ai là người nói dối, ai là người nói thật. Thật ra nó chỉ là một cái máy rất là đơn giản thôi. Đó là máy đo nhịp tim, máy đo huyết áp. Đeo vô cổ tay thì nó đo bây giờ. Trời ơi, cái da của tôi trắng nõn luôn mà giờ nó thâm rồi đó. Rồi, huyết áp tối ưu á là huyết áp tâm thu á là dưới 120. Dưới 80 là tâm trương. Là huyết áp mà dưới 120, dưới 80 á là đang là tối ưu. Còn huyết áp bình thường là 120 đến 30, 80 đến 85. Bây giờ mình coi huyết áp của Tiêu Un, còn coi nhịp tim của Tiêu Un nha. Nhịp tim đó thì cái máy này, cái biểu số cuối cùng là chỉ cái nhịp tim đó. Bây giờ mình sẽ đo thử. Rồi anh chị em cô bác đã xem là đã thấy là huyết áp tâm trương và tâm thu của Tiêu Un đang được tối ưu, là dưới cái chỉ tiêu yêu cầu, và nhịp tim của Tiêu Un đang rất là mệt, đổ mồ hôi. Nói chứ không có mệt, không có mệt lắm, chỉ chạy tới chạy lui đổ mồ hôi là cơ thể đang hoạt động mạnh, mà nhịp tim chỉ đập có mức 56 thôi.
Vậy là tôi khó mệt hơn các bạn hay là dễ mệt hơn? Bây giờ tôi sẽ so sánh với ba tôi. Ba để đây đi, rồi con bưng vô cho. Vô khám sức khỏe nè ba. Đo nhịp tim với đo huyết áp. Máy việc nặng này để tiên cá làm, việc nhẹ ba làm. Ok, rửa chén chẳng hạn. Bớt là gì mỗi đèn lớn chứ hả? Để không ba xuống ngồi để đo nhịp tim nè. Đó gì đang làm mệt mà đó gì? Thì mệt thì mới đo cái nhịp động. Ngồi yên mới đo chứ khi không đang không, mình đo nhịp động, đo bằng cái tay phải bởi vì tim bên này. Nè ba để một tay lên cái này cũng được. Ngồi xích vô, ngồi xích vô đi ba. Nếu mà tư thế ngồi là sẽ để như này. Tay lên lên vậy. Đó. Là cái máy nó ngang với tim của mình. Rồi ba bấm vô đây nè ba. Bắt đầu. Mỗi ngày ba tự đo cho mình cũng được. Ở đây á, là nhịp tim thu của ba. Không, cái đây là nó tính tâm thu của ba. Còn này nó tính tâm trương của ba. Nếu mà dưới 180 là tốt. Còn tâm trương á, mà dưới 80 á, thì tốt. Là tâm thu á, thì dưới 120. Còn tâm trương là dưới 80. Đó, nó đang đo đó. Thả lỏng cơ thể nha. Một năm bảy rồi. Một ba năm. Vậy là tốt. Này là tâm thu của ba là tốt. Tâm trương của ba không tốt. Nó tới 88 lần. Đó, tâm trương là không tốt nha ba. 88. Còn nhịp tim của ba đang đập 71. Dạ. Yeah. Thì cái nhịp tim đập á là bình thường. Còn cái chỗ này nó không tốt nè. Thì mình sẽ lấy cái tờ giấy ra mình coi. Nè, cách coi. Ở đây nó có ghi nè, ở phía trên huyết. Nè. Huyết áp tối ưu. Nghĩa là huyết áp tối ưu á là cái huyết áp tâm thu của ba là nó dưới 120. Thì ba nhìn lên đây, 135 lận là cao. Ủa vậy là huyết áp cao rồi. Ừ. Không, 135. Huyết áp tâm thu của ba là không ok. Huyết áp tối ưu của ba là không có đạt được. Vậy là tới 135. Mà này yêu cầu dưới 120. Còn tâm trương á là yêu cầu dưới 80. Thì ba là 88. Thì ba đang ở huyết áp tâm thu của ba là 135. Thì ba nhìn trong này, huyết áp 130, huyết áp bình thường á là 120 đến 130. Còn huyết áp của ba đang nằm ở mức huyết áp bình thường cao, nó nằm ở 135, thì nó trong khoảng 130 đến 140. Còn huyết áp nhẹ là từ 140 đến 160. Thì cái này của ba là đang nằm ở mức huyết áp bình thường cao á, ba hiểu không? Là cái tâm thu của ba là 135 nè. Còn cái tâm trương của ba nó nằm ở 85 đến 90. Cái này nó nằm trong 88. Nên là huyết áp của ba đang bình thường mà cao. Nhịp đập tim ba là bình thường. Ba là người thường. Hơi bị thất thường một chút. Hơi bị cao một chút thôi. Đó, anh chị cũng thấy rồi. Khi mình đo huyết áp thì mình thấy được rõ cái cảnh giới mà mình đang sống. Đang sống trong cảnh giới tiên, cảnh giới thần, cảnh giới Phật. Cảnh giới gì nó thể hiện qua nhịp tim của mình. Nên anh chị ơi, trước khi nói những chuyện cao siêu trên trời á, thì làm ơn hãy coi nhịp tim của mình có đập bình thường hay không. Coi huyết áp mình có bình thường hay không. Nếu không bình thường thì đừng nói những chuyện trên trời. Bởi vì mình có thể đang sống trong cảnh giới của quỷ thần á. Những gì mình nói ra, thật ra cái level của mình nó còn rất là thấp. Mình nói ra mình mê hoặc chúng sanh thì mình sẽ bị đọa địa ngục. Nên những bậc thiện tri thức, những bậc thiền sư, những bậc nào mà cao lên, nhịp tim của họ sẽ đập rất là chậm. Cỡ em đập cỡ rùa biển thôi. Em mới chơi vậy thôi. Nhưng mà anh chị đã biết cách phân biệt một người đang nói dối hay đang nói thật rồi chứ gì. Ok, em đi đây.